yêu đương không nồng nhiệt sẽ lãng phí thanh xuân. Sách vở, phim ảnh cho chúng ta theo dõi nhiều mối tình lãng mạn. Người xung quanh có thể kể cho chúng ta nghe vô vàn kinh nghiệm yêu đương phong phú. Nhưng lời kể của người khác hay những mối tình hư cấu trong phim ảnh không quan trọng bằng trải nghiệm của chính bản thân chúng ta. Không ai nói trước với tôi rằng bỏ lỡ tình yêu tuổi thanh xuân lại khiến người ta tiếc nuối nhiều tới vậy. Người lớn luôn dạy con nít cần phải thành thật, không được nói dối. Vậy nên khi còn bé, chúng ta thoải mái thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt. Buồn thì sẽ khóc, bị người khác bắt nạt thì sẽ về mách với bố mẹ. Thế nhưng người lớn đôi khi lại thích nói dối. Rõ ràng trong lòng thích người ta muốn chết, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ lạnh lùng. Được đi chơi cùng người ấy thích phát điên, mà ngoài miệng lại nói rằng không muốn. Kinh nghiệm yêu đương hồi 18 tuổi của tôi ít ỏi vô cùng. Ngày còn học cấp 3, lúc nào cũng cắm đầu vào việc học nên không để ý đến ai. Lên đến đại học, mãi đi làm thêm, tôi cũng chẳng để ý đến chàng trai nào. Sau một ngày phải tất bật vừa học vừa làm, lúc về đến phòng, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, chẳng còn thời gian để quan tâm đến thứ gọi là tình yêu. Nhớ đứa bạn thân của tôi vừa đi học, vừa đi làm, vừa tham gia hoạt động trên trường sôi nổi, nhưng vẫn có thời gian dành cho người yêu. Tôi ngưỡng mộ nó lắm, chẳng hiểu nó lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy. Cho đến khi tình yêu bắt đầu nở hoa trong tôi. Lần đầu tiên rung động với một chàng trai, lúc về đến nhà, tôi trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ về khuôn mặt điển trai, với hành động tinh tế của anh lúc chiều, trái tim tôi đập bum ba la bum. Tôi trùm chăn, cười khúc khích cả đêm, chỉ mong trời sáng thật nhanh để đi học được gặp anh. Lúc đó, tôi bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của tình yêu. Dù đi học, đi làm về mệt cỡ nào, tôi vẫn dành ra một khoảng thời gian trong ngày để nhớ anh. Tôi sẽ tìm cớ nhắn tin hỏi thăm, rủ đi chơi, đi dạo ở đâu đó, rồi bắt đầu tưởng tượng cái cách lãng mạn của tôi và anh tại lễ đường. Tình yêu khiến tôi thay đổi. Trước khi gặp anh, mỗi lần đi học tôi ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo phông, một cái quần bò, vậy là xong. Sau này gặp anh rồi, tôi bắt đầu biết ăn diện hơn, chọn những chiếc váy thật bánh bèo, rồi tập trang điểm, chăm sóc da và còn học cách để trở thành một cô gái dịu dàng. Trước khi gặp định mệnh của cuộc đời, tôi là một cô gái khá đơn giản, nếu không muốn nói là nhàm chán. Ảnh đại diện trên mạng xã hội của tôi là một nhân vật hoạt hình, còn lại trống trơn, không có gì. Vậy mà từ hồi thích anh, đi đâu tôi cũng chụp ảnh đăng Facebook để anh biết hôm nay tôi làm gì. Đêm nào cũng vậy, đều như vắt tranh, phải được anh chúc ngủ ngon tôi mới an tâm đi ngủ. Như hình thành một thói quen khó bỏ, tham gia bất cứ sự kiện đặc biệt nào tôi cũng sẽ kể cho anh nghe. Ngày nào cũng tràn trề năng lượng để truyền động lực cho anh. Từ một cô gái hướng nội với cuộc sống tẻ nhạt, tôi bỗng trở thành một người năng nổ, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trong những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, tôi thích anh, biết mọi sở thích của anh. Đến cả cách anh nhắn tin, đặt dấu câu như thế nào, tôi cũng nắm rất rõ. Thậm chí đến cả lúc nào anh không thích nói chuyện, lúc nào anh muốn có người ở bên cạnh, tôi cũng tường tận. Chỉ có điều tôi không dám thổ lộ. Trên màn sương của cửa kính, tôi bắt đầu viết tên anh. Trên mặt giấy chi chít tâm sự và tên anh. Trên kệ sách, thư tôi viết cho anh cũng không ít.
trên mạng xã hội, hình ảnh anh dường như ở khắp nơi. Trong mọi ngõ ngách trên đường đời đều có sự xuất hiện của anh. Ngày trước, khi chưa thể hình dung được tình yêu mang dáng vẻ như thế nào, tôi được rất nhiều người khuyên rằng con gái không nên chủ động. Lúc ấy tôi nghĩ câu nói này rất đúng, con gái nên giữ giá. Mãi đến khi trưởng thành, tôi mới nhận ra giá nấu cùng mì tôm, ăn sẽ rất ngon. Còn trong tình yêu, nếu bạn không chủ động thì anh ấy mãi mãi sẽ không thể biết được bạn thích anh ấy nhiều đến nhường nào. Đám bạn cùng phòng, mỗi lần làm quân sư tình yêu cho tôi, đều nói rằng con gái không được chủ động. Tôi nghĩ cũng đúng. Nếu lỡ tỏ tình thất bại thì chắc sẽ quê lắm. Đã thế còn mất giá, có khi sau này chẳng còn chàng trai nào thèm đếm xỉa đến tôi mất. Hồi đó, tôi suy nghĩ vô cùng đơn giản, lại còn sợ hãi đủ thứ. Đến cuối cùng, tôi chỉ thích người ta mà không tỏ tình. 2 năm đại học trôi qua, tôi vẫn chỉ âm thầm thích người ta. Bỗng một ngày, anh nghỉ học giữa chừng, rồi chuyển hẳn vào trong Sài Gòn sống. Tôi buồn mất mấy tháng trời, cứ dây dứt mãi vì sao không dám tỏ tình. 2 năm còn lại, tôi chỉ vùi đầu vào học hành và đi làm, không có tâm trí cho chuyện yêu đương. Ngày tốt nghiệp của tôi vào đúng dịp anh ra Hà Nội có việc, thế là anh mua hoa đến chúc mừng tôi. Về nhà tôi mở thư ra đọc, đoạn cuối của bức thư làm tôi nhớ mãi. Hồi năm nhất anh thích em nhiều lắm, nhưng sợ tỏ tình em từ chối. Hiện tại nghĩ lại, anh vẫn rất vui vì có cơ hội được gặp em và thích em của năm đó. Chúc em tốt nghiệp vui vẻ. Đi kèm là bức ảnh tôi và anh đi chơi cùng nhau, học ở thư viện, rồi nhiều hôm nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Chỉ thiếu mỗi một lời tỏ tình. Hiện tại nghĩ lại, tôi thấy mình thật ấu trĩ khi thích một người mà lại chẳng dám nói ra và cuối cùng bỏ lỡ. Nếu như lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút và nói mình thích anh, có lẽ bây giờ sẽ cảm thấy dễ chịu đôi phần. Rõ ràng hai người đều thích nhau mà vẫn chẳng có kết quả gì. Tôi cảm thấy nuối tiếc cho mối tình ấy. Vài tháng sau đó, khi đã quen với nhịp sống của người bị deadline dí, tôi dần vào guồng quay công việc, không còn nhiều thời gian dành cho bản thân. Nghĩ lại hồi đại học, sao dại thế? Ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường, tươi đẹp biết bao, mà cứ ước tốt nghiệp nhanh thật nhanh để bước vào thế giới của người trưởng thành. Nụ cười hồn nhiên của cô gái tuổi đôi mươi cũng chẳng còn trên khuôn mặt tôi nữa. Thay vào đó là những mối lo toan về cơm áo gạo tiền. Làm thế nào để thăng tiến trong công việc? Làm thế nào để sang năm có thể chuyển sang khu trọ mới tốt hơn? Tất cả chiếm lấy cuộc sống của tôi. Lắm lúc nghĩ lại, hồi sinh viên vô lo vô nghĩ lại cảm thấy có chút hối tiếc. Đến hiện tại, tôi đã có thể hình dung rõ hơn về tình yêu. Tôi không yêu cầu hay đòi hỏi nhiều từ đối phương nữa. Thay vào đó tôi muốn hiểu họ hơn. Sau này, khi bị đời tặng cho vài cú tát nhớ đời, tôi nhận ra cuộc sống nhiều khó khăn đến vậy. Tại sao chúng ta còn thích làm khó nhau? Khi trưởng thành, cách yêu cũng khác đi. Chúng ta sẽ muốn hiểu đối phương hơn, thay vì đưa ra yêu cầu vô lý và bắt họ phải làm theo.